worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry you. Come, rain or shine, I'll cover you up in calm sky. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. Trust, it builds a home, and ours is a sacred place where we both belong. Spend less time in your head.
motor-headed, twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but you love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. Raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, and with every step my heart it pounds. Yes, so sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. Yeah, I get up. Chuẩn bị dừng lời, tôi cũng xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà
họ nhà gái đã đón tiếp đoàn nhà trai chúng tôi rất là đầm ấm và nhiệt tình. Đặc ủy quyền của các cụ, ông, các bà của họ nhà gái, thì biết do tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, ông, các bà, cũng như là chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cũng như được sự nhất trí của chính quyền xã. Ngày hôm nay gia đình nhà trai có sửa lễ, gắn sửa cái lễ lên huyến báo tổ tiên gia đình họ nhà gái chúng tôi, và cũng là xin thưa chuyện với các cụ, ông bà, gia đình nhà gái chúng tôi. Gia đình nhà trai có cái lễ và chúng tôi là tôi đại diện cho nhà gái, tôi xin chấp nhận. Choose you.
nào, chú Thầy ơi, cái tên quay tay nào. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take. Tiếp theo, đúng rồi. Rồi, tiến sát vào. Đúng rồi. Sao đi, em đừng có sợ ta. Rồi. Anh đi đâu, rút nào. Rút rồi, để hôn nhau nào, quay lại hôn nhau cái nào. Quay lại hôn nhau. Hôn nhau đi. Vô tay nào, xin nguyên để cùng người vô tay. Anh cảm thấy hạnh phúc vì phần đời còn lại được em bé đồng hành cùng. Anh không dám hứa gì cả, nhưng mà anh sẽ làm mọi thứ mà anh cảm thấy là làm tốt nhất để cho em bé hạnh phúc. Và em bé sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới này. I've been searching for all of my life. When I'm with you, it's funny to think. Bây giờ anh cảm thấy mình thật may mắn khi được làm vợ của anh. Cảm ơn anh vì thời gian bên nhau, anh luôn luôn là người nhịn và che chở em, luôn yêu thương em. Em cảm thấy trong mắt em, anh là một người tuyệt vời nhất. Em mong cả đời này sẽ được nghe hai câu nói của anh, và anh thường xuyên nói với em từ trước tới nay là câu em thích là được, với câu anh yêu em. Đấy, em chỉ mong thế thôi. Em yêu anh nhiều, không thể nào mà đếm được. I've been searching for all of my life. When I'm with you, 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 when I'm con hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, dạ con cảm ơn bố. Mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. Dạ vâng, dạ con cảm ơn mẹ. I can't miss this. Oh, when I'm with you. Now I can see everything all around me. Oh,
rẻ, quang linh, chánh thuyết cùng với cô dâu Kim Quỳnh được diễn ra trang trọng và ý nghĩa. Thay lời cho gia đình, nhớ lời cho chú rể, chúng tôi xin được trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị. Bình Xuyên chúc Linh Nhát gọi là trăm năm hạnh phúc và sớm sinh quý tử. Hôm nay ngày vui của hai em, anh chị Đức Hằng chúc mừng hai em hạnh phúc. Em Chiến Xoan nay ngày vui của anh Linh thì em xin chúc anh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Mình tên là Tiến Bún, bạn của chú Dĩ, còn đây là anh em Sa Mạc. Chúc Linh Úp trăm năm hạnh phúc. Chúc anh Úp trăm năm hạnh phúc nhé. Chúc mừng hạnh phúc nhé. Thank you.
cao cả. Tình yêu nó là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, hai con tim trở nên là một, và nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và khi con lớn trưởng thành trên bước đường học tập và công tác, thì chú rể Quang Linh cùng với cô dâu Như Quỳnh, họ cũng đã quen biết, tìm hiểu và yêu thương nhau. Và họ đã cùng nhau quyết định chèo lái con thuyền tình yêu của mình. Sau bao nhiêu ngày tháng gian nan vất vả, sau bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống, thì con thuyền tình yêu của Quang Linh và Như Quỳnh cũng đã cập bến bờ của ngày hạnh phúc. Được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, được đảng ủy chính quyền sở tại của địa phương nhất trí và hoan nghênh, thì ngày hôm nay đây là ngày lành tháng tốt. Tại khán phòng đại tiệc cưới của gia đình ông bà Minh Nghi, long trọng tổ chức đại lễ vu quy cho cô dâu Như Quỳnh sánh duyên cùng với chú rể Quang Linh. Và ngay bây giờ đây thì cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng xơi trà, xơi nước, xơi thuốc, xơi trầu, và hãy cùng dành cho nhau những niềm vui, những tiếng cười bằng một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và để có những đôi lời phát biểu xin dâu và cũng để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, ngay bây giờ đây, những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự xuất hiện không thể thiếu của đại diện hai bên gia đình. Trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà trai cùng với bác đại diện họ nhà gái di chuyển ra ngoài khu vực trung tâm sân khấu để có những đôi lời phát biểu xin dâu và cũng để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, hiện diện trên khu vực trung tâm sân khấu lúc này đây, đó là hình ảnh rất đẹp sạch và hạnh phúc của đại diện hai bên gia đình. Và trước khi có những lời chào, lời cảm ơn, những lời xin dâu gửi tới tất cả quý vị, xin mời hai bác hãy cùng làm các thủ tục cần thiết là chào lễ xin dâu. Xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn đến quý vị. Xin được hân hoan ra mắt, cúi chào và gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, và theo những phong tục của người Việt Nam chúng ta, của gia đình và của địa phương, thì ngay bây giờ đây trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà trai cũng có những đôi lời phát biểu xin dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Và xin lời đầu tiên cho tôi được xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, ông, các bà, các bạn bè, thanh niên, nhân thân, nam nữ, một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự ủy nhiệm của các cụ, công các bà về trên, cho phép tôi được có thứ chào đến để trước hết để biến báo đến gia tiên tủ đường sau để xin phép các cụ cho được đón cháu Quỳnh về làm dâu con của các cụ, công các bà, là làm dâu con ông bà Trung Dung. Cuối cùng gọi là xin cảm ơn các cụ, công các bà bên họ nhà gái đón tiếp họ nhà trai đồng nghiệp, và xin chúc sức khỏe các cụ, công các bà mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, và chúc cho hai cháu trong năm hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Thay lời cho hai bên gia đình, cháu xin được cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và đại gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà gái chúng ta cũng có những đôi lời phát biểu đáp từ. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng hai gia đình bốn họ, kính thưa toàn thể hội trường, hôm nay gia đình nhà trai có cái lễ xin dâu, trước là trình đến gia đình nhà gái để thắp hương làm lễ gia tiên, sau đó là trình báo cáo với các cụ, các ông, các bà bên nhà gái để xin cho mình về làm dâu con các cụ gia đình bên nhà trai. Thay mặt cho gia đình nhà gái,
là tôi xin chấp nhận cái lễ xin dâu của gia đình nhà trai. Cuối cùng một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ hôn trường mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vậy thì trân trọng kính mời hai bác cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật là nữa để kết chặt tình thông gia gắn kết từ ngày hôm nay. Vỗ tay thật lớn từ phía quý vị đi ạ. Sau hai lời phát biểu của hai bác đại diện của hai đơn vị, trân trọng kính mời chú rể Quang Linh sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong tư gia nhà chính để đón cô dâu. From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the start, I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. But you showed me what it means to be loved. The way you touched me, hold me quietly, you're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel undone. So in a long way of course to say I love you. Well, every day I open my eyes next to you. Is a day I'm grateful for, because it's thunderstorm of who I am. It's a strong moment, and that's who you are. So we'll start today and build our work together. The way we love is the way we will stay. And I know, yes, I know, I will last the stormy weather. Just as long as I got you. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đôi tân lang tân gia nhân đẹp dạng đời hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Chú rể Quang Linh, cô dâu Như Quỳnh. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi nào. Thưa quý vị đặc biệt hiện diện trên khu vực trung tâm sân khấu lúc này đây, nơi trang trọng nhất đó là hình ảnh những nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu và chú rể, những người đã viết lên một câu chuyện tình yêu thật đẹp, và đồng thời họ cũng là những người mà đã cho tất cả chúng ta những lý do để có mặt tại đây ngày hôm nay. Và ngày hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể, ngày vui của hai bên gia đình được sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, thì chúng tôi những người thực hiện chương trình cùng với cô dâu và chú rể xin được hân hoan ra mắt và cúi chào tới toàn thể quý vị. À, thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây để có những phần quà ý nghĩa dành tặng cho cô dâu và chú rể, trân trọng kính mời lên sân khấu về phía đại diện họ nhà gái. Và xin được trân trọng kính mời bà nội của chú rể, à của cô dâu ạ. Bây giờ thì là của chú rể luôn cũng được ạ, đúng không ạ? Bà nội của cả hai rồi. Và xin trân trọng kính mời bà nội ra sân khấu ạ. Chúng ta đang được chứng kiến một hình ảnh rất đẹp, đó là hình ảnh của bà nội cô dâu, là người thân sinh ra bố của cô dâu. Và ngày hôm nay đây, chứng kiến cháu gái của mình đã khôn lớn trưởng thành yên bề gia thất, thì bà cũng có những phần quà để chúc mừng tới ngày vui hạnh phúc trăm năm. Chúc cho hai cháu được trăm năm tình viên mãn, bạn đồng nghĩa phu thê. Và để cảm ơn cũng như chúc mừng sức khỏe cho bà nội, thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn đi nào. Trân trọng kính mời bà hãy cùng lắng lại sân khấu để cùng chụp ảnh cùng với hai cháu ạ. Món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu ạ. Sự hiện diện của bà Minh Nghi. Ngày hôm nay đây thì con gái, thưa quý vị thân mến, và trong khi trao quà cho hai con, người mẹ có dặn người con bằng những câu thơ, bằng những lời chúc tốt đẹp ý nghĩa mà MC có lắng nghe được như sau. Quà này thì mẹ tặng hai con, mà mong con hạnh phúc trên con đường đời. Chúc phúc thì mẹ có vài lời, cùng nhau xây dựng cuộc đời tương lai. Và định là cho 9.000 đô, mà nhưng sợ hai đứa nó đem đi đánh đề. Và bây giờ đám cưới cận kề, cha mẹ đã quyết định tặng quà hai con. Xin mời hai họ hôm nay và tặng quà hai cháu pháo tay chúc mừng.
Rồi, xin mời đại diện của cười đầu tiên đi nào. Bản thân của cô dâu chuẩn bị quà nhá. Chú Công Thắng, cô Hoài Nhuận chuẩn bị quà đi ạ. Để đảm bảo đúng giờ cho gia đình và nhà trai đón cô dâu chú rể về phía gia đình để tổ chức lễ thành hôn. Trân trọng kính mời các cô, các chú rồi bạn bè của cô dâu hãy di chuyển ra sát sân khấu đứng trước đi ạ. Rồi, xin mời bác sẽ lên sân khấu để trao đại diện trao hai ông ngoại món quà để cho cô dâu. Xin mời bác. Bạn của cô dâu ạ, bạn thân ạ, đâu hồi bạn thân đâu ạ? Lên sân khấu đi nào. Đây là món quà của ông ngoại đúng không ạ? Rồi, món quà của cô Hoài Nhuận. Cô lên luôn đi ạ. Rồi, thưa quý vị thân mến, chương trình đại lễ vu quy của gia đình của cô dâu và chú rể Như Quỳnh và Quang Linh hiện nay đã được bộ phận truyền thông, đó là những bác nhiếp ảnh gia, những bộ bác được quay phim đang truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Mỗi quý vị mở xem lại thời sự đây ạ. Đến đây đứng gần đây là một cách kiểm tra. Xin được cảm ơn món quà của chú Thím ạ. Và xin được cảm ơn chú Thím. Đại diện đã thay cho hay ạ. Bạn thân ạ, một món quà rất là nghĩa, một bạn gái vô cùng tuyệt vời, rất xinh xắn của cô dâu, bạn thân của cô dâu. Và em có người yêu chưa để anh chúc này? Chưa có yêu à? Em rất xinh. Xin được cảm ơn em rất nhiều. Em tên là gì? Mai Anh. Mai Anh đúng không ạ? Tất cả quý vị khách quý thân mến, bạn Mai Anh, bạn thân của cô dâu, đặc biệt là các bạn nam chưa có gia đình chuẩn bị lên xin số. Mai Anh rất là xinh gái. Cảm ơn em rất xinh. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta dưỡng hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi về đêm. Xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi, làng quê ta hôm nay vui quá, dưỡng em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta dưỡng hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với ao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi về bên vui.
nơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ, thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đâu che khăn, đôi môi hồng mình cười tươi tan. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Vậy thì cũng thân mẫu tới phần lễ tân của quan viên lưỡi đần nội nhà chay, chúng ta hãy cùng di chuyển những ly trà thơm, những đĩa kẹo ngọt, những đĩa trầu cây di chuyển ra phía các bàn tiệc để chúng ta hãy cùng tiếp đón sự hiện diện của toàn thể các cụ, cùng các bà, các vị khách quý là đại diện của hai bên gia đình bốn dòng họ, cùng với đó là bạn bè nam nữ thanh niên của cô dâu và chú rể đang hiện diện tại khán phòng hạnh phúc, khán phòng đại tiệc cưới của gia đình quan viên chay chúng ta ngày hôm nay tham dự chương trình đại lễ thành hôn và chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Làm chú rể Quang Linh cùng với cô dâu Như Quỳnh, họ đã cùng quen, cùng biết, cùng yêu nhau và cùng nhau quyết định dừng chân tại một điểm mà chúng ta vẫn gọi đó là mái ấm của hạnh phúc gia đình. Để mời quý vị, chúng ta hãy cùng bước vào một không gian tuyệt vời của ngôi nhà hạnh phúc, mà ở nơi đó, hai chủ nhân của ngôi nhà, họ đã sẵn sàng để ra tiếp tất cả quý vị. Và họ cũng đã sẵn sàng để cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả những sóng gió, những thử thách của cuộc đời này. Thế nhưng ở một cương vị mới, cương vị của những người vợ, người chồng. Và ngay bây giờ đây thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng chào đón lên sân khấu hai nhân vật đẹp rạng ngời, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay, chú rể Quang Linh, cô dâu Như Quỳnh. Xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay, vai kể vai và trở về với lễ đài hạnh phúc. Xin mời. Cô dâu Như Quỳnh, họ đang tay trong tay, vai để vai, đang bước đi những bước đầu tiên trên con đường hạnh phúc của mình, trở về với lễ đài của hạnh phúc. Và hiện diện trên khu vực trung tâm sân khấu lúc này đây, nơi trang trọng nhất đó là hình ảnh những nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu và chú rể, những người đã viết lên một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Và đồng thời họ cũng là những người mà đã cho tất cả chúng ta những lý do để có mặt tại đây ngày hôm nay. Ngay trong giây phút đặc biệt tại đây, chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu sự xuất hiện không thể thiếu của đại diện hai bên gia đình. Trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà trai cùng với bác đại diện họ nhà gái, hai bác hãy cùng một lần nữa nắm tay nhau và cùng di chuyển ra ngoài khu vực trung tâm sân khấu. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai vị trưởng đoàn lên sân khấu. Xin mời. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, họ nhà trai chúng ta cũng có thêm một nàng dâu hiền, và họ nhà gái cũng có thêm một chàng rể thảo. Và để thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đã và đang hiện diện tại đây để chung vui với hai bên gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình, hai bác đại diện cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể, xin được hân hoan ra mắt và cúi chào tới toàn thể quý vị. Và chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Quang Linh sánh duyên cùng với cô dâu Như Quỳnh cũng xin phép chính thức được bắt đầu. Vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt từ phía quý vị để chúc mừng hạnh phúc đi nào. Thưa quý vị,
Và theo những phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, của gia đình và của địa phương, thì ngay bây giờ đây trân trọng kính mời bác đại diện hoặc nhà gái cũng có những đôi lời phát biểu chào dâu trước. Xin được trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho gia đình nhà trai, nhà gái xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể hai gia đình, bố họ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quan viên hay họ, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội trường, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận của hai bên gia đình, đặc biệt là được sự tìm hiểu chín mùi của hai cháu, hai gia đình hôm nay long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi rất vui là bác của cháu đứng trước sự chứng kiến của hai gia đình bốn họ cùng các cháu bạn bè thanh niên nam nữ để nói lời chính thức. Từ nay trở đi, cháu Quỳnh sẽ làm dâu con của bên gia đình nhà trai, trực tiếp là con dâu của ông bà Trung Dũng, còn cháu Linh là rể bên họ nhà gái. Chúng tôi hai cháu tuổi đời còn ít, va chạm trong cuộc sống còn nhiều hạn chế, phần này là mong hai gia đình bảo ban nhắc nhở hai cháu để hai cháu ngày càng trưởng thành hơn. Đặc biệt cháu Quỳnh ít tuổi mới về làm dâu còn nhiều điều bỡ ngỡ, tôi mong gia đình nhà trai luôn động viên và gần gũi cháu để cho cháu nhanh được hòa nhập cuộc sống cùng với gia đình. Một lần nữa cuối cùng tôi chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà trai, dành tình cảm tốt đẹp nhất đối với đoàn gia đình nhà gái chúng tôi, và tôi cũng kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Những lời cảm ơn chân thành từ sâu thẳm trái tim mà vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà gái cũng vừa phát biểu thay lời cho hai bên gia đình, cháu xin được cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và đại gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà trai chúng ta cũng có những đôi lời phát biểu nhận dâu và gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, công các bà, đại diện cho hai bên gia đình và bốn họ có mặt dự cái lễ thành hôn của hai cháu Quang Linh và Như Quỳnh. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn một vị đại diện cho họ nhà gái đã trao con, trao cháu cho gia đình anh em của tôi. Tôi là ông nội của cô Linh. Kính thưa các cụ, công các bà, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Cái duyên của hai cháu Như Quỳnh và Mạnh Linh đã hứa hẹn với nhau trở thành một cặp vợ chồng, và đến giờ này giấc mơ của hai cháu đã trở thành sự thật, được sự chứng kiến của chính quyền địa phương và sự vun vén của hai bên bố mẹ, các cháu đã trở thành duyên nợ với nhau. Chúc hạnh phúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Và tôi cũng xin nhận dâu của đại diện của gia đình họ nhà gái, và tôi cũng xin hứa với các cụ, công các bà này, các cháu thì có lớn chưa có hôn, mới nhờ rời ghế nhà trường, cái tuổi thì còn trẻ, thì con là hứa với các cụ, công các bà là chúng tôi sẽ dạy bảo cháu dâu của chúng tôi sẽ thành một cháu dâu hiền, một người con ngoan. Và cũng xin gửi lời ông trưởng đoàn của họ nhà gái là cũng giáo dục chàng rể, chàng trai nhà tôi về bên nhà ông là một chú rể dì hiền. Các cụ nói là dâu hiền thì lấy gái, dì hiền thì trai. Tôi không biết nói gì hơn, xin nhận các con các cháu. Và đến giờ phút này hai cháu đã là thành vợ thành chồng và đã là con cháu của hai bên gia đình rồi. Một lần cuối cùng tôi trước lúc dừng lời là tôi xin chúc sức khỏe các cô, công các bà, cô dì, chú thím, các cậu, các mợ, bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cháu ăn trầu uống nước để mừng hạnh phúc trăm năm cho Như Quỳnh và Mạnh Linh. Xin chúc các cô, công các bà một ngày tốt đẹp. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe những đôi lời phát biểu nhận dâu của bác đại diện quan viên phái đoàn ở nhà trai chúng ta. Vậy là cô dâu
thì từ nay cũng có đôi có bạn, mà chú rể thì cũng có cặp có tình. Hai gia đình kể từ ngày hôm nay cũng có thêm thành viên mới. Và trước sự chứng kiến đông đủ của đại diện hai bên gia đình bốn dòng họ, thì cháu xin mời hai bác đại diện cho hai bên gia đình, ái bác hãy cùng tiến lên trước hai bước nhỏ và dành cho nhau một cái bắt tay thật trang trọng để siết chặt tình thông gia gắn kết từ ngày hôm nay. Hai họ thông gia tình gắn kết, giữ mãi lương duyên thủa ban đầu. Xin mời hai bác và toàn thể khán phòng hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình thông gia gắn kết từ ngày hôm nay, thưa quý vị. Cháu xin mời hai bác hãy lắng lại sân khấu một chút ạ. Và nội dung tiếp theo thì chúng tôi muốn giới thiệu tới tất cả quý vị, đó là nghi lễ thắp hương gia tiên. Ông bà ta thì vẫn thường có câu con người thì có tổ có tông, mà như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội thì mới vươn cành xanh lá, mà nước có nguồn thì mới biển cả sông sâu. Và ngày vui hạnh phúc thì biết ơn cha mẹ, thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Ngay bây giờ đây, cháu xin mời hai bác đại diện cho hai bên gia đình hãy cùng đưa cô dâu chú rể vào với bên trong tư gia nhà chính để hướng dẫn cô dâu chú rể làm các thủ tục thắp hương gia tiên, bái lệ tổ đường để tổ đường chứng giám cho cô dâu chú rể. Kể từ ngày hôm nay, họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Change, change, change.
và hiện diện trên khu vực trung tâm sân khấu lúc này đây, nơi trang trọng nhất đó là hình ảnh những nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu và chú rể, những người đã viết lên một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Và sau khi được hai bên gia đình hướng dẫn làm các thủ tục thắp hương gia tiên và cũng đã đi mời chào mời nước hoàng tử quý vị, và bây giờ thì cô dâu chú rể đã hiện diện trên sân khấu. Kính thưa các cụ, cô, các bà, các vị khách quý thân mến, và trước khi cô dâu chú rể họ sẽ dành tặng cho nhau cặp nhẫn cưới, một kỷ vật thiêng liêng trong ngày đại lễ tại hôn ngày hôm nay, thì cho phép cháu là MC dành từ 30 giây cho tới 1 phút của chương trình để hỏi chú rể một câu: cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Em có run, có hồi hộp không? Dạ em không anh ơi. Ôi trời, không run. Cô dâu có run, có hồi hộp không em? Em không anh ơi. Ôi trời, cũng không luôn à. Chứng tỏ là hai bạn đã sẵn sàng cho ngày vui, ngày hạnh phúc này của mình từ lâu lắm rồi đúng không ạ? Và chú rể cùng với cô dâu đã sẵn sàng, và bây giờ thì xin mời cô chú rể, em sẽ lấy chiếc nhẫn đầu tiên, chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón tay áp út tay trái của người vợ mình, nơi mạch máu trái tim của hai vợ chồng luôn luôn chảy xiết, và đặc biệt là em không được trao nhẫn ở tư thế đứng, ngồi hay nằm tùy em nhé. Như nào ạ? Chú rể phải như nào ạ? Xin mời chú rể để thể hiện tình cảm trân trọng với người vợ của mình, hãy quỳ chân phải xuống đi nào, quỳ một chân xuống, vỗ tay thật lớn với quý vị, tuyệt vời. Và xin mời sau khi trao chân đã xong, hãy cùng hôn vào tay của vợ mình một cái. Xin mời chú rể Quang Linh hôn vào tay đi nào, tuyệt vời. Xin được chúc mừng hạnh phúc trường năm cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu, em sẽ lấy chiếc nhẫn thứ hai, em đeo vào ngón tay áp út tay trái của người chồng mình. Thưa quý vị, hai chiếc nhẫn nó là hai vòng tròn, nó không có điểm đầu và nó cũng không có điểm cuối, nó tượng trưng cho tình yêu bất tận mà cô dâu chú rể họ dành tặng cho nhau. Và không còn gì hạnh phúc hơn ngày hôm nay nữa, khi cô dâu chú rể của chúng ta đã chọn kiếp bên nhau với cặp nhẫn cưới, một kỷ vật thiêng liêng trong ngày đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Tuyệt vời. Đang live stream và quay trực tiếp phát trên kênh VTV3. Xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Chú rể thân mến, quay phim xong rồi thì bây giờ theo phong tục của người Việt Nam chúng ta ấy, thì sau khi trao nhẫn cưới thì chú rể biết là chú rể phải làm gì không? Dạ hôn đúng không anh? Chứng tỏ là cũng sai trỏi và hiểu được cái phong tục của người Việt Nam chúng ta lắm đúng không ạ? Đúng rồi, sau khi trao nhẫn cưới thì cô dâu chú rể phải dành tặng cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị. Và cũng mong rằng các cụ, cô bà hãy cùng tạm gác lại các công việc riêng và dõi theo những khoảnh khắc yêu thương này, và để có những bức hình tuyệt vời nhất để cho hai bạn sau này có thời gian nhìn ngắm lại, thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn một cái tư thế rất là đẹp. Xin mời hai bạn hướng mặt vào nhau đi nào. Tay của chú rể em sẽ để vào eo của cô dâu, tay của cô dâu đặt lên cổ của chú rể để vít vào hôn cho nó dễ. Và bây giờ thì MC sẽ đếm từ 1 tới 3, và mong rằng các cụ, cô, các bà, các vị khách quý, chúng ta hãy cùng tương tác với cô dâu và chú rể. Tương tác thì sẽ tạo ra kiệt tác. Và bây giờ thì mong muốn rằng quý vị hãy vỗ tay thật lớn, thật dài, và khi nào đi chạm bó tay dừng lại, cô dâu chú rể mới được tôi đồng ý ước mơ. Và sẵn sàng chưa đâu, 1, 2, 3, bắt đầu đi ạ. Tuyệt vời. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đồng nghĩa phu thê, một nụ hôn nồng nàn hạnh phúc mà hai vợ dành tặng cho nhau được sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị đã muốn nói và minh chứng cho một điều tình yêu của hai bạn nó một sự trọn vẹn và ý nghĩa. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, và xin mời cô dâu chú rể hãy cùng di chuyển sang phía bàn tiệc bánh, chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt bánh cưới. Thưa quý vị, những chiếc bánh trong ngày cưới thì nó tượng trưng cho sự vẹn tròn no đủ trong hạnh phúc lứa đôi. Và khi cô dâu chú rể chung tay cắt những tảng bánh cưới thì nó thể hiện sự đồng lòng, sự nhất trí cùng vun đắp cho hạnh phúc cho gia đình trong tương lai. Và xin mời cô dâu chú rể chung tay cắt tảng bánh cưới đi nào. Chiếc bánh đầu tiên cũng được cô dâu chú rể cắt ra với một mong muốn gửi lời cảm ơn tới những bậc sinh thành đã hy sinh tất cả để cho chúng con có được ngày vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Và tảng bánh thứ hai, xin mời cô dâu chú rể cắt ra gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị chúng ta đã và đang hiện diện tại đây để chung vui với hai bên gia đình. Mỗi cái, mỗi chiếc cắt một cái thôi. Rồi bây giờ xin mời chiếc bánh thứ ba, đó là chiếc bánh cao nhất, đó là tập bánh của tình yêu, đỉnh cao của ngày hạnh phúc trong ngày lễ kết hôn trọng đại ngày hôm nay. Và với nghi thức cắt bánh trang trọng và ý nghĩa này thì cô dâu chú rể mong muốn sẽ được thêm một lần nữa nhận được những tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị. Xin mời cô dâu chú rể cùng di chuyển sang phía bàn tháp ly. Nếu tiếng nổ răng bánh càng lớn thì hạnh phúc của cô dâu chú rể càng được viên mãn. Xẻo xịn thì nó sẽ chưa nổ ngay. Hát thật mạnh lên nào. Lắp tận mạnh đi ạ, lắp tận mạnh đi. Rồi nổ là vỗ tay này. Rồi mạnh, vỗ tay từ lớn đi ạ, tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng ta đang được chứng kiến một hình ảnh rất đẹp, đó cô dâu chú rể đang chung tay rót những ly rượu cảm ơn, và một vài phút nữa thôi họ sẽ kính dâng lên đại diện của hai bên gia đình, cùng với đó là những bậc làm cha làm mẹ những ly rượu cảm ơn.
Cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra chúng con và cảm ơn bố mẹ đã vất vả trong suốt những năm tháng qua để cho chúng con có được hình hài khôn lớn như ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời hai vợ chồng chúng ta rót tràn tháp ly đi ạ. Thưa quý vị, những dòng chữ xoay quanh màu đỏ rực rỡ hòa lẫn vào đó là màu máu của con tim, màu của tình yêu đang cùng chảy chung về một hướng, như muốn nói một điều rằng kể từ ngày hôm nay đây, cô dâu chú rể họ đã chính thức trở về với một mái ấm gia đình, bắt đầu có một cuộc sống riêng, cuộc sống viên mãn bên mái ấm gia đình. Và đặc biệt hơn tất cả đó là ngày hôm nay đây, cô dâu chú rể được sự chứng kiến đông đủ của toàn thể các cụ công các bà, các vị khách quý đang hiện diện tại đây để chung vui và chúc mừng ngày phúc cho những điều tuyệt vời đó. Thì thay lời cho hai bên gia đình, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, chúng tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Hôn nhân không phải là nơi con thuyền tình cập bến, mà hôn nhân là hai người yêu nhau, họ cùng bước lên thuyền và răng buồm để vượt sóng ra khơi. Và ngày hôm nay đây, chú rể Quang Linh, cô dâu Như Quỳnh, họ đã chính thức bước lên con thuyền tình yêu đó, cùng nhau vượt qua tất cả những sóng gió, những thử thách của cuộc đời này để có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và để có được giây phút hạnh phúc như ngày hôm nay đây thì cô dâu chú rể cũng không quên thay lời cảm ơn tới những bậc sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ, những đại diện của hai bên gia đình đã vất vả trong hai ngày qua, đã đưa đón cô dâu chú rể trở vào đây và tổ chức một buổi lễ thành hôn được trọn vẹn và ý nghĩa. Chúng tôi muốn trân trọng kính mời lên sân khấu sự xuất hiện của bố mẹ, chú rể, trân trọng kính mời ông bà Dũng Trung và đồng thời kính mời hai bác trưởng đoàn họ nhà trai và họ nhà gái ngoài sân khấu để uống ly rượu cảm ơn mà của hai con cháu quý vị kính dâng, trân trọng kính mời. Và thưa quý vị thân mến, trước tiên thì xin mời chú rể, em sẽ cầm hai ly rượu và kính dâng lên đại diện của hai bên gia đình, cảm ơn ông, cảm ơn bác đã vất vả trong hai ngày qua, đã đưa đón vợ cháu trở về đây và tổ chức một buổi lễ được trọn vẹn và ý nghĩa như ngày hôm nay. Xin mời kính dâng lên ông cùng với bác bên gia đình họ nhà gái ạ. Và xin mời cô dâu, em sẽ cầm hai ly rượu kính dâng lên bố mẹ chồng của mình. Cảm ơn bố mẹ đã sinh thành cho mình một người chồng thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì xin mời chú rể, em sẽ cầm hai ly rượu giao vui và đưa cho vợ một ly rượu. Hai vợ chồng sẽ thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi sau 3 tiếng đếm đến nhịp của MC. Và trước tiên thì xin mời đại gia đình hãy cùng chạm ly nhau. Thưa quý vị, những bậc làm cha làm mẹ đại diện của hai bên gia đình cũng đã hiện hữu trên sân khấu. Và chúng tôi tin chắc rằng trong giờ phút này đây, họ đã và đang rất tự hào và hãnh diện khi được sự hiện hữu nhiệt thành của toàn thể quý vị khách quý đang hiện hữu tại đây. Và có lẽ mong muốn của đại gia đình như bây giờ là nhận được sự tương tác từ phía quý vị sau 3 tiếng đếm đến nhịp của MC. Mong rằng là các cụ, con các bà cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của cô dâu và chú. Bây giờ thì em xin mong muốn rằng tất cả quý vị hãy cùng sẵn sàng và sẽ đến 1, 2, 3 sẵn sàng nhá. Hắn ra chưa nào? 1, 2, 3 xin mời các anh cùng gọi đi đi ạ. Con dâu chú nhảy nồng tay vào nhau để uống ít nhau. Vin hết không rồi. Xin được cảm ơn đại diện của hai bên gia đình. Sau đó ra xin mời hai bác trưởng đoàn anh cùng tiếp tục di chuyển vào phía bên trong nhà để tiếp khách và cảm ơn, di chuyển tới bàn tiệc ạ. Thưa quý vị, trăm năm trong cõi mỗi con người trong chúng ta thì khi còn bé thì ở với mẹ với cha, mà lớn lên lấy vợ lấy chồng thì đó lẽ đương nhiên phải không quý vị? Mà mong gái thì được làm dâu hiền, mà trai thời rể thảo đôi bên thuận hòa. Và hôm nay cô dâu chú rể lại chính thức trở về một nhà thì ông bà bố mẹ cô chú các anh chị cũng có những phần quà để chúc mừng tới ngày vui hạnh phúc trăm năm. Trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của những đại diện gia đình có những món quà ý nghĩa dành tặng cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời món quà đầu tiên ông bà nội của chú rể. Con xin được trân trọng kính mời ông bà. Sống vui sống khỏe cùng với các con các cháu. Và bây giờ đây thì trân trọng kính mời lên sân khấu xin diện của ông bà ngoại ạ. Ông bà ngoại ạ, con xin trân trọng kính mời ông bà. Chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp. Một chiếc quà nhỏ bà có nói với
với em chỉ rằng là tuổi cao sức yếu sức lao động không còn nữa, thế nhưng cũng thành công rất là nhiều năm vừa qua, có thể cảm ơn ông quả ngoại rất nhiều, ông quả rất là ý nghĩa. Con xin cảm ơn bà, cũng chúc ông bà bố mẹ khi được trân trọng bởi ông quả của bố mẹ. Thưa quý vị thân mến, người Việt Nam chúng ta thì luôn có một quan niệm thật là đúng đắn, đó là con cái là tài sản vô giá của những bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay đây, ông bà Dũng Trung cùng với ông bà Minh Nghi đang chứng kiến hai tài sản đó, hai tài sản vô giá đó khôn lớn trưởng thành kiên bỉ giá thất. Thì những bậc làm cha, những bậc làm mẹ vô cùng cảm thấy vui mừng hạnh phúc vì điều đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai con, bố mẹ cũng có những phần quà để chúc mừng từ ngày vui hạnh phúc trăm năm, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Trân trọng kính mời bố mẹ hãy cùng đón lại sân khấu chụp ảnh cùng với hai con và sau đó tiếp tục di chuyển với bàn trà, bàn nước để tiếp khách và cảm ơn. Món quà trân trọng kính mời lên sân khấu món quà tiếp theo, món quà của chú Doanh, vâng là chú ruột của chú rể. Chú cũng có những phần quà để chúc mừng đến ngày vui hạnh phúc trăm năm, chúc cho cháu trăm năm hạnh phúc. Món quà tiếp theo, món quà của chú Thím Hạnh Hoa. Xin được trân trọng kính mời chú Thím hãy chuẩn bị lên sân khấu ạ. Kính mời tiếp theo lên sân khấu chú Thím Tuân Mai. Gia đình bên ngoại cũng chuẩn bị quà. Gia đình bên ngoại thì có bác Tiến Thi, cậu mợ Hậu Phiến, rồi gia đình của chị gái Duy Thu. Vâng, rất nhiều quà chuẩn bị đấy. Vâng, xin mời các chú Thím lên sân khấu. Ông ta bà Nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Câu trầu quà cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn we
To cover up your scars. Perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. To us to stop and smell each rose. They're the colors that we show. It's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. It seems to lead